Quay phim hả? Yes. Đó như nè, dư để bà chỉnh cái độ sáng lên. À, hôm nay là cha con đi mà thằng Phúc á, thì nó không có biết ăn cái món này. Đây nè. À. Đó, trứng đó con. Trứng. Trứng dòng đỏ. Lâu ngày không sao đâu, ba cho con ăn á, ngon lắm. Ngon lắm. Đó. Ở đây chỉ có mấy cái quán đi bộ gần nhà thì ăn nó được chút. California egg better. Yeah, California nói gì nữa. California beautiful. Egg beautiful. Mm-hmm. And a mixed egg. Excuse me, không con. Hả nè. Amy, ngon không? Yeah. Hai công chúa của ba nội ăn thấy thương không vậy?